Hoàng tử ếch Nguyễn Hữu Diệt đột ngột qua đời. Kình ngư giúp Việt Nam giải cơn khát vàng SEA Games, Nguyễn Hữu Diệt đã đột ngột qua đời. Vào tối qua, anh vẫn còn tới sân Mỹ Đình để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Oman. Trưa nay, ngày 25 tháng 3, thể thao Việt Nam bàng hoàng trước thông tin Hoàng tử ếch Nguyễn Hữu Diệt qua đời ở tuổi 34. Theo nguồn tin ban đầu, tối qua Hữu Diệt vẫn khỏe mạnh và tới sân xem trận Việt Nam Oman, nhưng sáng nay anh bị cảm, ngưng tim đột ngột. Cộng thêm tiền sử bệnh hen suyễn nên tình hình trở nặng. Người thân cố gắng đưa Hữu Diệt tới bệnh viện nhưng đã không kịp cứu chữa. Nguyễn Hữu Diệt sinh năm 1988 tại Hải Phòng và là một trong những tượng đài của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 2005, anh chính là vận động viên giải cơn khát vàng cho bơi lội Việt Nam. Khi ấy, kình ngư Nguyễn Hữu Diệt xuất sắc về nhất ở nội dung 100m ếch nam với thành tích 1 phút 3,80 giây. Nếu tính từ lúc vận động viên bơi lội Phan Kế Nhân đoạt huy chương vàng 100m nam ở SEA Games vào năm 1959, thì phải trải qua 46 năm bơi lội Việt Nam mới lại có một chiếc huy chương vàng ở sân chơi Đông Nam Á. Cũng nhờ thành tích này, cuối năm 2005, Nguyễn Hữu Diệt đã lần đầu tiên đứng thứ nhất trong cuộc bầu chọn 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc. Sau đó, anh trở thành người thống trị nội dung này ở hai kỳ SEA Games tiếp theo. Đáng chú ý, tới SEA Games 2009, Hữu Diệt đã đi vào lịch sử thể thao Đông Nam Á khi lập kỷ lục mới của SEA Games với thành tích 1 phút 1,60 giây. Sau 13 năm, trải qua 5 kỳ SEA Games, kỷ lục này vẫn chưa bị xô đổ. Giả từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Hữu Diệt làm công tác huấn luyện cho bơi lội Hải Phòng. Đáng tiếc, khi những dự định còn dang dở, Nguyễn Hữu Diệt đã qua đời ở tuổi 34. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình Hoàng tử ếch Nguyễn Hữu Diệt.